cho nên cứ nghĩ ra cho Hào Đại Phạm Hạ Hòa nhá, và ký duyệt bộ sản phẩm. Thế thôi. Các tầm trên đằng sau, đây là chỗ xó này. Đấy, 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 hai chân đấy. Đấy, đang để dựng đứng đấy, đấy. Đấy, vâng, đây là giới thiệu quý vị, đây là chó Hào nhá, ở Đại Phạm Hạ Hòa nhá. Vâng, đang về cơ sở đồ gỗ Tùng Tám để ký duyệt bộ sập thờ gỗ gụ trên 20. Vâng, đây, cái này quý vị đây, chiếc sập ở đó vừa mới ký duyệt đây. Khách hàng ở Đại Phạm Hạ Hòa. Vâng, chiếc sập đục siêu vip luôn. Tôi đang để trong xưởng như là nó rất là bụi bặm mà quý vị nhá. Nhưng tôi giới thiệu qua quý vị là cái nét đục của nó là như tinh tế như mức độ này. Và ở giữa là đục hổ phù, và hai bên là hai chú kim phượng và hai con ly. Mẫu này gọi là mẫu tứ ly. Và đây bên dưới là hai con rùa này. Đấy, gọi là long ly quy phượng. Quy là rùa. Rất chi là đẹp. Thế là được rồi chị. Rồi, ok.